Ở hớm, e hèm, rồi xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị và các homie, thay mặt cho Juney Linh sẽ đọc clip review ngoại trang này cho mọi người nghe nha. Nội dung clip này chỉ tập trung review ngoại trang có tên là Khiển quyển cựu mộng. Mọi người lưu ý giúp Linh là clip chỉ review ngoại trang thôi cho nên cũng chẳng có nói về hoạt động hay tính năng nào mới nào của game nữa đâu nha. Cho nên là clip chống chỉ định với các anh em đua lực chính vì nó sẽ mất hứng lắm và các thanh niên cứng đừng chửi Linh vì đây là clip đầu tiên Linh lòng tiếng mọi người ủng hộ Linh nha. Clip này thích hợp nhất vẫn là các chị em bạn gì có cùng sở thích sưu tầm ngoại trang như Linh nè. Rồi giới thiệu xong xuôi rồi đó, chàng intro giúp em đi anh nè ơi. Rồi thì bây giờ mọi người cùng với Linh tìm hiểu về nghĩa chút nha. Khuyển quyển cựu mộng âm tiếng Hoa nghĩa là Chiến chuyển chiều mộng Thiển nghĩa là gắn bó, là lưu luyến. Truyền nghĩa là giới hạn. Chiếu nghĩa là xưa, cũ. Mân nghĩa là giấc mộng. Thiển truyền là một từ ghép và nghĩa của từ này là quyến luyến. Chúng ta có thể hiểu nghĩa của ngoại trang này là lưu luyến về giấc mộng cũ đã qua rồi. ngoại trang lần này lấy chủ đề từ ý tưởng những ngày hè nóng bức, giấc ngủ buổi đêm cũng như ngắn dần. Ngoại trang mô phỏng theo chủ đề pyjama, mang đến cho bạn một mùa hè sảng khoái. Nữ lô ly Băng đô mực mà, đẹp như mơ màng, nàng mặc áo dài màu tím nhạt, những cánh bướm uyển chuyển bay múa giữa y phục, sống động như thật, như một nữ thần dáng trần làm kinh ngạc muôn loài. nữ lô ly. Mặc trên mình chiếc áo ống bằng gấm được điểm xuyến bởi những sợi tơ theo mỏng như sương mù. Bên ngoài may chủ yếu là màu trắng và tím, phía sau có họa tiết nơ càng tăng thêm vẻ hoạt bát linh động, tựa như hồ điệp đang nô đùa bên hồ nước đầu xuân. Nam tiêu chuẩn Phần thân chủ đạo là màu trắng và tím đan xen Sử dụng lụa chất lượng hàng đầu phối cùng dây chuyền vàng chói tạo nên sự mềm mại và thanh lịch đồng thời tóc uống cũng tạo thêm cho chàng vẻ quyến rũ ma mị. Nam Cường Tráng Không giận không tự uy Y phục màu tím mềm mại tuấn mỹ, trang trí mạ vàng quý phái phi thường. Trên người đắp thêm vải tuyên tao nhã, lộ ra làn da màu lúa mì quyến rũ. Tiếp theo tôi sẽ review chi tiết hơn về xét vật phẩm và màu nhuộm. Ngoại trang được bán trong kỳ trên các với giá tầm 5.980 ngân sức. Thông qua gương khiển quyển cựu mộng, hào hoa bửu xương, các bạn sẽ có hai vật phẩm ngoại trang bao gồm Ngoại trang áo khiển quyển cựu mộng có động tác đặc biệt. Ngoại trang nón khiển quyển cựu mộng. Danh hiệu tồn tại 30 ngày. Thuốc nhuộm ngoại trang 10 viên. Lưu ý là kiếm hiệp 10 trở lên mới tặng cho cờ Lúc đó mới tán ra được nhà máy má ơi. Tuy nhiên nếu mà không có tiền mà vẫn sôi sụp máu, sốt bên trong người thì cũng dễ thôi. Mà thôi để tôi chỉ nói nhỏ cái này cho mấy má không đủ điều kiện thôi nha. Chứ ai có tiền mua hẳn 5K9 ngân sức thì mua đi cho nhà phát hành có kinh phí. Phiếu giảm giá ngoại trang được bán với giá 50 nguyệt ảnh. Lúc này thì giảm một nửa giá còn 2.990 ngân sức thôi. Nguyệt ảnh nghe hơi lạ lạ tai phải không? Tập quen dần đi, vì sau này nó có hẳn một shop bán đồ mua bằng Nguyệt ảnh đây nè giờ thì mấy má sẽ hỏi làm sao mới có nguyệt ảnh này phải không khỏi hỏi linh cũng chỉ luôn nè chúng ta có hai cách nha một là nâng cấp gói vô song. khi mà đủ hai mươi năng động thì sẽ được sáu nguyệt ảnh khi mà đủ bốn mươi năng động thì sẽ được 9 nguyệt ảnh khi mà đủ sáu mươi năng động thì sẽ được ủa ý lộn 60 không có nguyệt ảnh nha khi mà đủ tám mươi năng động thì sẽ được mười nguyệt ảnh khi mà đủ một trăm năng động thì sẽ được hai mươi nguyệt ảnh tương đương nếu một ngày đủ 100 năng động sẽ được 50 nguyệt ảnh. Cách thứ hai thì dành cho mấy đại gia và dân chơi thôi. Chỉ cần cao thẻ rồi nạp vào là xong. Mỗi ngày được 50 nguyệt ảnh. Cả tháng được 1.500 nguyệt ảnh tha hồ mua đồ luôn nha. Còn về giá thì mấy bộ suy nghĩ đi. Gói thắng bên đây là 30 nhân tệ, ở Việt Nam là 100k. Cho nên gói nguyệt ảnh là 50 nhân tệ chắc bán tầm 200k thì phải, Review thuốc nhuộm màu cho trang phục khiển quyển cựu mộng trong clip này chỉ lấy hai kiểu hình nữ thôi. Tại cá nhân thấy nam xấu quá ạ à. nói chứ các bạn cung cấp hình cho Dung thì chỉ đưa hai kiểu hình nhân vật nữ thôi chứ cũng không đưa nam. Dung hỏi tại sao không có nam thì bạn nói, không hỏi sớm xuống đảo mất tiêu rồi. Rồi đầu tiên là kiểu hình nữ tiêu chuẩn nha. Màu đầu tiên là màu tím hoa cà khoác ngoài phối nhẹ cùng màu trắng bên trong. Điểm thêm cái băng đô màu tím trên đầu là hài hòa màu sắc há tiếp theo là màu trắng nha, thì xét này sẽ trắng từ đầu tới chân, Người ta nói cái này là trắng tinh luôn á, mà có tinh kiết không thì tôi không có biết đâu à nha. Màu thứ ba là màu xanh lam, thì xanh lam này cũng giống màu tím luôn, cũng khoác ngoài xong điểm nhẹ màu trắng bên trong, băng đô thì màu xanh cho tông sạc tông, nói chung là hài hòa về màu sắc rồi nha. Màu cuối cùng thì thay vì trắng tinh hết thì điểm vài họa tiết tím môn cho dãy ruy băng, băng đô thì phối tím cho cùng tông, có một điều là mấy bà có để ý là hai sét trắng tóc đều màu trắng không? Nếu không thì tua lại xem cho clip tôi dài dài xíu cũng được. Và bản thân Linh cảm thấy xét cuối này là đẹp nhất nè, tuy nhiên chỉ là con mắt tôi thấy vậy thôi, chứ chị em nào vô nói ba màu kia đẹp hơn thì thôi tối con mắt Linh luôn vậy. Rồi tiếp đến là kiểu hình nữ loli, màu đầu tiên là màu tím, do là nữ loli sẽ là dạng đầm trái bí cho nên phối theo kiểu màu chuyển từ tím sang trắng cho nó cute for my que, tóc đen phối cùng băng đô tím. Nói chung là đẹp. Màu tiếp theo thấy hình như màu trắng thì phải, Linh thấy chữ bạch ở tên của ngoại trang rồi. Thì trắng này phối cùng vàng tóc tẩy, lỡ tẩy tóc ra màu này rồi thì tẩy luôn cái tay áo cho cùng tông màu cho nó tây tí, Màu thứ ba là màu tím môn, và khác với bộ thứ nhất, bộ đó màu lam trời và tóc màu đen, còn set này tóc màu trắng cơ mà, phối cùng ri băng tím môn, cùng tông màu nhạt luôn. Nói chung là hài hòa màu sắc rồi đó nha mấy bà ơi. Màu cuối cùng là màu đỏ, đi ngủ thôi mà, ví dụ không ngủ mà làm cái gì khác thì đỏ hồng hồng này nó cũng đỡ chứ đỏ chót thì nó toát lên một cái gì đó hơi phim kinh gì ha, cho nên tóc đỏ đậm hơn xíu nhưng vẫn cute phô mai qua nha cá nhân linh cảm thấy màu trắng tóc vàng đẹp tuy nhiên vẫn là cá nhân con mắt linh thấy vậy thôi nếu mấy bà thấy màu khác đẹp hơn thì tối con mắt tiếp giờ là động tác đi kèm của ngoại trang nè mở lớn âm thanh lên mà phiêu nha Vừa rồi Linh cùng với các anh em đã làm xong clip review ngoại trang khiển quyển cựu mộng cho mọi người xem rồi. Cá nhân bạn thấy ngoại trang này như thế nào thì để lại comment trong clip nha, do là lần đầu nên có sai sót gì mong mọi người góp ý. Nếu thấy hay thì để lại một suất trai ủng hộ ekip với nha. Rồi nè, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị và các homie. Mình là Linh đến từ kênh Jun Rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý báu để theo dõi clip này.